quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi bản tin trưa của truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long gồm ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội chuyên trách Trịnh Minh Bình và đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Phong đã đến tiếp xúc với hơn 200 cử tri là cán bộ công đoàn, cán bộ viên chức, công dân lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tại nhà văn hóa lao động tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Quốc hội báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và gửi đến Quốc hội nhiều ý kiến kiến nghị. Trong đó, cử tri quan tâm đến tình trạng hiện nay, nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hòa Phú và khu công nghiệp Bình Minh bị cắt giảm đơn hàng, dẫn đến giảm giờ làm, giảm lao động, giảm thu nhập đối với người lao động, khiến cho đời sống của một bộ phận người lao động gặp khó khăn. Kiến nghị Trung ương có các chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, sớm ổn định cuộc sống, sớm phục hồi sản xuất, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động ở các khu công nghiệp. Cử tri cũng cho ý kiến đối với việc xây dựng nhà ở xã hội, mong muốn các dự án nhà ở xã hội nhanh chóng được triển khai, tạo điều kiện cơ hội cho công nhân lao động mua nhà trả góp, có được nơi ở ổn định để yên tâm làm việc. Đối với chính sách tiền lương, cử tri cũng cho rằng tiền lương bình quân của công nhân tại các doanh nghiệp có tăng so với những năm trước. Tuy nhiên, với cường độ lao động cùng với sự tăng nhanh của giá cả dịch vụ trên thị trường, đời sống của công nhân lao động vẫn còn gặp khó khăn. Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị đầu tư nâng cao chất lượng các hoạt động đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cho công nhân lao động tại khu công nghiệp Hòa Phú. Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố Vĩnh Long vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023 cho đoàn viên và quần chúng ưu tú tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Trong thời gian học 5 ngày, 102 đoàn viên và quần chúng ưu tú của các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đã được tiếp thu 5 chuyên đề về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc chương trình, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Qua lớp bồi dưỡng đã trang bị cho học viên những kiến thức lý luận cơ bản về xây dựng Đảng, từ đó tiếp tục tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức năng lực công tác, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trường Chính trị Phạm Hùng vừa tổ chức lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 5 năm 2022 cho 48 học viên đang công tác tại các sở, ban ngành, tỉnh, huyện, thị, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Trong 11 tháng học tập với 17 học phần, học viên được giới thiệu những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kỹ năng lãnh đạo quản lý và thực tiễn nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền đoàn thể. Kết thúc khóa học, có hơn 95% học viên được xếp loại khá giỏi. Tại lễ bế giảng, ông Lê Tiến Dũng, tỉnh ủy viên, hiệu trưởng trường Chính trị Phạm Hùng chúc mừng kết quả học tập của các học viên, đồng thời mong muốn với những kiến thức đã được trang bị, các học viên sẽ vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác ở cơ quan, đơn vị, địa phương, không ngừng trau dồi, ra sức phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhằm cổ vũ động viên thiếu niên nhi đồng thi đua học tốt, rèn luyện tốt, xứng đáng danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, Hội đồng đội Trung ương vừa công bố danh sách 122 thiếu nhi trong cả nước đạt giải thưởng Kim Đồng nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2023. Trong số này, tỉnh Vĩnh Long có hai em được nhận giải là Lê Phạm Thanh Quyền, học sinh lớp 9A1, trường Trung học cơ sở Nhân Phú, huyện Mang Thít, và em Tôn Tuệ Lâm, học sinh lớp 7B, trường Trung học cơ sở Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Trong suốt những năm học qua, hai em không chỉ đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhiều năm liền và đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, mà còn là những nhân tố tích cực, phong trào đội, đạt được nhiều giải thưởng cao trong các hội thi hùng biện tiếng Anh, hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở, hội thi thầy cô trong mắt em, hội thi vẽ tranh và được Hội đồng đội Trung ương trao giấy chứng nhận dũng sĩ nghìn việc tốt. Giải thưởng Kim Đồng là phần thưởng cao quý nhằm động viên những đội viên, cán bộ, chỉ huy chi đội, liên đội có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi.
phát huy tinh thần tương thân tương ái, kết nối và sẻ chia với người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chiều hôm qua, tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức thăm và tặng quà cho những người già neo đơn, người khuyết tật và trẻ mồ côi tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh. Tại đây, tỉnh đoàn đã trao tặng 200 hộp khẩu trang y tế và 84 phần quà cho người già neo đơn, người khuyết tật và trẻ mồ côi đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác Xã hội. Mỗi phần quà gồm bánh, sữa và các nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng trị giá 30 triệu đồng do tỉnh đoàn vận động tài trợ. Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Vĩnh Long nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện trong việc góp phần giúp cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm niềm vui và động lực vươn lên trong cuộc sống. Nhằm cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm trong công tác điều trị bệnh nhân suy thận mãn, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long vừa tổ chức hội thảo sinh hoạt khoa học kỹ thuật với chủ đề Quản lý chất lượng nước RO theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản cho bệnh nhân lọc thận trong thận nhân tạo. Tại hội thảo, các bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên liên quan đến lĩnh vực thận nhân tạo của bệnh viện đã được cập nhật nhiều kiến thức xoay quanh hội chứng tim mạch, thận, chuyển hóa và được chia sẻ về phương pháp quản lý chất lượng nước RO cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo định kỳ từ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực lọc máu và điều trị bệnh thận. Đây là những thông tin quan trọng và có ý nghĩa trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân suy thận mãn, giúp nâng cao chất lượng điều trị, duy trì sức khỏe cho bệnh nhân. Theo lãnh đạo bệnh viện, nhu cầu lọc thận nhân tạo để điều trị suy thận mãn của người bệnh rất cao. Hiện bệnh viện đang tiếp nhận điều trị lọc thận cho hơn 200 bệnh nhân suy thận mãn và hàng trăm bệnh nhân suy thận trong tỉnh có nhu cầu lọc thận đăng ký điều trị, nhưng do hạn chế về máy lọc thận nên bệnh viện chưa tiếp nhận điều trị được. Tại hội thảo, công ty Nipro đã trao tặng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long một máy lọc thận nhân tạo Diamax Nipro trị giá hơn 400 triệu đồng nhằm góp phần cùng bệnh viện điều trị cho bệnh nhân suy thận mãn. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian qua, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích có sự tăng trưởng qua các năm. Năm 2022 có 33,2 triệu hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả qua dịch vụ bưu chính công ích, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn cho nhân viên của doanh nghiệp bưu chính công ích nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện việc xây dựng vùng cơ sở trong chăn nuôi gia súc gia cầm theo chuỗi an toàn dịch bệnh trong xuất khẩu theo quy định của Tổ chức Thú y Thế giới. Hiện nay, Cục Thú y đã hỗ trợ các địa phương, các doanh nghiệp xây dựng thành công trên 2.230 cơ sở vùng an toàn dịch bệnh với hàng chục triệu gia súc gia cầm được nuôi tại các vùng cơ sở chăn nuôi. Theo nhận định của Cục Thú y, mặc dù kết quả xây dựng chuỗi vùng an toàn dịch bệnh trên đàn gia cầm thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi thời gian tới là rất lớn. Do đó, Cục Thú y đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai các chương trình kế hoạch của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh, hướng đến mục tiêu vào năm 2025, mỗi tỉnh sẽ có ít nhất 4 huyện đạt an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y Thế giới, và đến năm 2030 là 10 huyện, đồng thời duy trì kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp. Tại xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương vừa tổ chức hội thảo trình diễn hệ thống dây chuyền tự động hoàn thiện. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, nghiên cứu chế tạo dây chuyền tự động hóa chế biến thức ăn gia súc nhai lại từ khoai lang trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quy Bích, trưởng khoa Cơ khí Công nghệ Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm đề tài. Hệ thống dây chuyền tự động chế biến thức ăn cho gia súc nhai lại có thể cắt nhỏ các loại thực vật như dây khoai lang, thân cây bắp, cỏ các loại và tự động trộn với men vi sinh và các vi lượng cần thiết để tạo thành thức ăn cho gia súc nhai lại mà chủ yếu là bò theo hình thức tự động hóa. Hệ thống còn có thêm máy hút chân không tạo điều kiện cho thức ăn lên men và bảo quản được trong thời gian dài. Qua trình diễn tại hội thảo và thực tế hoạt động trước đó cho thấy, hệ thống hoạt động đảm bảo năng suất theo thiết kế là 500 kg thực vật trên 1 giờ. Thức ăn sau khi phối trộn kích thích gia súc ăn nhiều hơn, hiệu suất sử dụng thức ăn tăng từ 50%
lên 80-100%. Tại hội thảo, các đại biểu và người chăn nuôi tại địa phương đánh giá cao hiệu quả của hệ thống máy mang lại, đồng thời góp ý để nhóm nghiên cứu hoàn thiện máy trong thời gian tới. Đề tài này thực hiện từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 4 năm 2023, được chấp thuận gia hạn đến tháng 10 năm 2023. Đề tài khi đưa vào thực hiện, kỳ vọng sẽ tận dụng được một lượng lớn dây khoai lang bị bỏ lãng phí ngoài đồng sau khi thu hoạch cũ, để làm thức ăn giàu dinh dưỡng cho gia súc nhai lại ở Vĩnh Long, mà chủ yếu là con bò, một trong ba vật nuôi chủ lực của tỉnh.